Đấy, bác nhìn cái dàn đề của em nó chất không? Đây, quy tê tháng 8, đây, bác đặt cứu hỏa quy tê tháng 8. Quy tê tháng 8 này, con này. Đây, như con này là tình trạng của nó nhá. Con này thì nó là nguyên bãi đấy nhá, nguyên bãi. Đấy, đằng sau là nguyên bụi này, em chưa lau đâu. Nguyên bụi luôn nhá. Đấy, quy tê 88 này. Thôi bật cái điện xong này cũng không. Sáp quy tê 88 cực kỳ chất luôn, đầy đủ nút niêm nhá. Đấy, con này anten đầy đủ nhưng mà nó hơi bụi một tí, đây nguyên bụi này em vừa về đến đây cái em móc luôn cho bác lên luôn nhá. Nhưng là các bác phải về chỗ có lau chùi nhá. Đây con này tình trạng của nó này, nó mì mẻ một tí cạnh ở cái ngạnh này nhá. Đấy, cái ngạnh trên là ngạnh dưới của nó này. Đấy, còn loa thì ở bên loa thì bình thường, nhưng mà bên cái cục ở giữa này thì nó bị mẻ ra một tí nhá. Đấy, nó bị mẻ ra một tí thì em bán nguyên tình trạng thôi. Đấy, thì bác nào mà yêu thích những cái dòng VIP này thì các bác cứ mạnh dạn alo giá em để cho bác một chị em thôi. Nhưng mà em chưa thử điện đâu, cho em bật cái điện lên đó. Nó hơi quái. Đây, sẽ test tình trạng cho bác con QT88 này nha. Ghi điện thì sao nào, chưa biết con này sống chết như nào. Giống như dây loa rồi đấy, nó đỡ hơi dườm già. QT88 này thì cực kỳ chất rồi. Đấy, nó chỉ bụi thôi bác nhá, bụi thôi. Lên. Chào anh tí giờ. Sao đây? Anh làm cái gì đấy kêu gì? Các bác chào anh tí nhá, tại cái ghế này anh chưa lên tiếng này. Nó sẽ cắm thử sang bên này nhá. Bạn biết loa nó sống hay không? Nó cắm sang bên này. Đây. À, loa sống. Loa sống này. Đấy, loa nó sống này. Hai con nhỏ dưới nào anh ơi. Cổ phần tập đoàn Thái Dương khai thác dẫn đến công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương sản phẩm nước có trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng. Hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm của các đối tượng có liên quan trong vụ án và sẽ áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Trả lời các nội dung liên quan đến thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung từ Bộ ghi nhận tổng cộng hơn 733.000 thí sinh đã nhận nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2024. Điều này dự báo nhu cầu học ở đại học của học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông gia tăng. Các lĩnh vực có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển gồm khối. Con này thì radio của nó hoạt động rồi anh nhá, nhưng mà cái giải tần của nó vẫn dò được, nhưng mà cái chạy lên chạy xuống này nó tuột ra rồi. Đấy, nó không đi đi lại lại nhưng mà dò vẫn dò được. Đấy, và cái vế loa của nó thì hai loa thì đều sống, nhưng mà em cắm sang cái vế cắm bên này này,
thấy nó chưa ra đâu. Nhưng mà hai loa thì đều sống nhá, em đảo Huế thì hai loa đều sống hết. Đấy. Về con dọn thôi, cái con này thì tính độ cho tự nhiên, rất là đáng mừng. Số lượng được vòng tăng lên 61%. Đây xem cassette xem nào. Cassette chạy này. Hai cassette đều quay nữa nhá, hai cassette đều quay. Rồi và trả đi em test thử xem nào. Ta xét bật như nào đây. Có chạy đây, có chờ một tí xem là cái cassette này nó bật như nào. Chưa anh chờ tí lên rồi. Nó sẽ có quay không này, nhưng mà em vẫn chưa hiểu là chọn cái chế độ cổng nào nó ra tiếng cắt sắt. Cắt sắt vẫn chạy này, chúng ta đổi băng khác xem nào. Bên này xem nào. Em chưa biết mở đâu các bạn, vì hai cửa băng cassette đều quay này, nó nhìn này, nó chạy này, nó chẳng biết chọn cái cổng nào thì nó chạy một cassette không nữa. Đấy, chưa biết như nào cả. Đây các cửa bên này nha, các nhìn nha, vẫn còn quay luôn này. Đấy, vẫn chạy này. Đấy, công tơ nhát vẫn chạy luôn này. Đấy, nhưng mà chưa biết chọn cái cổng kiểu gì để nó ra cả. Tập trung cho các động lực tăng trưởng như tổng chứ biết chọn cái gì này, kinh tế Trung Quốc, kinh tế đêm đấy tiếp tục thu hút nguyên tình trạng nhá nhá. Đây sáp quy tê 88 này, ba nào mà chốt thì hàng bên em thì nó là hàng nguyên bãi thôi đấy, cũng có sao để báo cho bác vậy được nhá. Đấy con quy tê 88 này, đây nguyên bãi này như này, về nó chỉ có lau chùi gì tí, còn đầy đủ hết các nút niếc anten của nó coi nhá. Đấy, radio thì vẫn hoạt động đấy, về có phải dọn thôi, mã nào lấy này. Mã này là mã số 546. Để cho bác giá 7,5 triệu nhá. 7,5 triệu. Đấy, 7,5 triệu. Bác nào thiện chí thì alo cho em nhá. 7,5 triệu. Sắp QT 88 đấy. Mắt xem giờ cái kiểu cá này sao? Đây, còn một con sáp khủng này nữa này. Ả lắm. Đây con này con sáp 3 số 8 này, con này sáp 88 này. Là sáp to, sáp khủng nhá. Bác nào chơi những dòng là cassette cổ các bác không ngại gì cái model này nhá. Sáp GF308 nhá. Đấy. Con này thì nó rất là may cái đầy đủ hết nút niếc này. Ngoài còn có cả dây này. Đấy, bác nào lấy cho cả cái dây này luôn nhá. Đấy, cái dây của nó này. Đấy. Đài về có thì em mới cho các bác, nhiều bác xin dây em không có đâu vì em chỉ có mỗi một cái để thử thôi, còn bác có là trên đài em để nguyên đấy cho các bác, về các bác lấy luôn. Đấy. Phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Đặc biệt, Đại sứ Hùng Ba đã cùng với Đại sứ quán kết nối thành công chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022 và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2023. Đại sứ Hùng Ba hợp tác với Radio 108 vẫn hoạt động con này. Sao em chưa hiểu sao tiếng nó hơi bé. Đại Quốc
nó hơi bé các bạn. Viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên minh Nghị viện Thế giới CTU. Hai ba. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đấy, vẫn sống như tiếng bé này các bạn này. Tiếp tục theo dõi. Sát 38 nhé. Giữa Quốc hội và nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Sát xét thì chưa chạy rồi. Đây sang bên này nè. Đại sứ Hùng Ba cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hai ca xét đều chưa chạy rồi nha. Hai ca xét đều chưa quay đâu. Về có phải dọn ca xét thôi. Của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung Quốc, Việt Nam. Đấy, sát 3 con 8 này, con này thì về các phải dọn đâu. Tiếng nó hơi bé tí, sát GF 888, line layout đầy đủ nhá. Con này đầy đủ hết nút niếc anten nó nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Cực kỳ đẹp, nhưng mà nó vẫn chưa hiểu sao là tiếng hơi bé tí, khả năng là do hàng nguyên bãi thôi. Về các phải dọn nhá. Đấy, bắt đầu lấy nhá. Mã này là mã số 547. 547. Để cho các con này giá là 3.2 đấy nhá. 3.2. Đấy, sáp 88 đấy, nhưng mà về bác phải dọn nhá, nhưng mà con này được cái chủ nhiệm thêm cả cái dây này rất uy tín cho bác luôn. Đấy, sẽ để tạm xuống đây. Đấy. Này thì có mấy con đẹp thì là gan vấn đề đen quá. Đấy, lâu nó vừa về em vừa phun ra luôn. Đấy, các bác vào xem video cho xin một like và chia sẻ nhé. Các bác mua nào các bác gọi trực tiếp qua số điện thoại góc phải màn hình giúp em nhá. Đấy. Chốt đơn qua đấy luôn, nhắn tin vô lại cho em. Đây cái này. À, màu mè tí đi, thử để ý màu mè đi tí này. Toshiba nhá. Toshiba màu này như là màu trắng sữa nhỉ. Toshiba. Con này con RTSF5 nữa nhá. RTSF5. Cầu đấu nó hơi tụt tí. Mình của vùng Trung Du, tỉnh Bắc Bộ, nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phấn đấu mỗi năm tất cả khu dân cư đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình phần việc tiêu biểu cụ thể góp phần xây dựng phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tại đại hội, ông Dương Văn Tiến, chủ tịch. Radio 108 này, radio hoạt động này, cassette này xem nào. Quả cassette này hơi uy tín luôn. Cái này phải cho băng vào mới thử được. Chưa chạy rồi bạn, cassette chưa quay rồi, cassette chưa chạy rồi nhé. Toshiba SF5 đấy, màu be rất là đẹp luôn. Con này có cả line layout luôn nhá. Đấy, nhưng mà radio hoạt động, cassette chưa chạy. Đây bác nào lấy con này này, mã này là mã số 548. Để cho các con này giá là 1.1 thôi. 1.1 thôi nhá. Đấy. Đây này các bạn, dòng mono này, siêu đẹp luôn nhá. Con mono này thì siêu mới luôn các bạn nhá. Đấy, cái dòng Toshiba này siêu mới luôn. Bác nào mà thích con này thì bác chốt nhanh này, vì con này nó quá mới luôn các bạn nhá. Đây. Toshiba RT2580L đấy, con này radio 108 này. Con này có ăn nghiến mà con nhìn nhá. Không có gì chê luôn, để cho con nhìn gần này. Siêu mới luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bạn nhá. Con này cực kỳ đẹp luôn. Mới chắc chỉ thiếu thùng hộp, thiếu hộp thôi. Đây, radio này. Đồng thời liệt sĩ thành phố Hà Đông, đồng thời tăng cường đại diện của công
trong khuôn khổ chuyến công tác tại con tôm. Radio giả Trần Huỳnh 8 radio hoạt động quá nhá. Cassette này, em xem cassette con này thì còn siêu mới luôn. Nhưng mà vẫn đứt dây rồi. Vẫn đứt dây quá nhá. Trùng dây chưa quay quá. Cassette chưa chạy. Đấy, nguyên bãi mà. Đấy. Bác nào chốt này, con này thì siêu mới luôn. Siêu mới luôn, radio 108. Bắt ngon lành. Đấy, cassette thì chưa quay về, bác dọn vào cassette nha, con này quá mới luôn nha. Bác nào lấy này. Mã này là mã số 549. 549. Để cho bác con này giá là 1 triệu. Bác nào lấy để cho bác giá 1 triệu 1 nha. Đấy, con này 108 luôn. Rất đẹp luôn nha các nhá. Đây, sáp QT Y7 các bác này, màu đỏ này. Đẹp chưa các bác? Con màu đỏ này cực kỳ đẹp luôn nhá. Sáp QT Y7. Đấy. Sáp em có báo giá hết rồi anh ơi. Nếu mã nào thì em gọi thôi. Đấy, trước khi lên giá em đều báo mã xong rồi báo giá. Sáp QT Y7 các bác nhá. Con này bên trên nó còn nguyên bụi này, đầy đủ lúc nhất anten nhá. Con này không xỉn nhá. Các bác phải lau chùi đi, không bụi thôi. Con lai in này. Đấy. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã làm việc với tỉnh Điện Biên trong tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc. Sau tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Điện Biên đạt hơn 8,7%, xếp thứ 3 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Tây Bắc, đứng thứ 10 trên 63 tỉnh thành. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng chiếm mạnh mẽ đạt khoảng 26% kế hoạch vốn giao. Tỷ lệ cassette thì cửa bên này quay nhé bác nhé, cửa bên này thấy chưa chạy, còn bên này nó còn nguyên quân băng, em cứ để cho bác nhé, không kéo được ạ, trùng dây không kéo được, hàng nguyên bãi mà, đa phần nó trùng dây cứ ra nhé, về nó phải thay dây thôi. Đây, sáp QT Y7 này, màu đỏ này, đấy, nguyên bụi nữa nhá. Bác nào lấy này, mã này là mã số 550. Để cho bác con này giá là 1 triệu 1 bác nhá. 1 triệu 1 sáp QT Y7 màu đỏ. Đấy, 1 triệu 1. Đây cái con Hitachi Mic này đó này. Bác là chắc là nhiều bác có thích cái con Hitachi Mic này. Đấy, Hitachi Mic nhá. Hitachi tên là K5160 đó nhá. Hitachi nó là K5160. Đây mic của con này là ở đây. Nhưng mà em chưa biết mà bật kiểu này. Đấy, mic này. Đấy, anh có mic này như thế nào. Đấy, mic nha. Nguyên mic này, đây để lại. Thôi con này bị gãy mất cái nút gạt chuyển radio với cái đấy rồi. Đúng quá, cái này đẹp. Có một nút. Đây, thử điện ra này. Con này đẹp thôi nha, mỗi gãy một cái nút thôi, còn lại là đầy đủ anten với các thứ. Quên nhìn theo hướng chỉ tay của tôi. Đúng rồi, tôi đi đến bãi để đi khuyên. Kê nói, thế là chúng tôi cùng với thanh nhau, cùng tăng đứng lên phía trước. Còn em thì đứng lên đổi hướng và ca huyện tôi theo sau. Kê đi được. Radio thì giải 90 các nhá, radio hoạt động này. Cassette thì về nó phải dọn nhá. Đấy, con này chỉ duy nhất chỉ có gãy cái này thôi, chứ còn lại là nút nút của nó đều rất là đẹp luôn. Thì ta chỉ mặt siêu đẹp luôn, là con nhìn mặt này. Mặt này nguyễn chê luôn nhá. Đây, trên này. Cực kỳ đẹp nhá. Đấy, đằng sau này. Đấy, với một con Hitachi Mic tên là K5160. Bác nào lấy này. Mã này là mã số 551. 551. Để cho các con mic này giá bao nhiêu? 1 triệu 3 nhá, 1 triệu 3. Đấy, con Hi Mic. À quên, con này tay cầm của nó hơi bị vỡ tí này các này. Nên báo cho các bác không hàng nguyên bãi nhá, đây tay cầm nó hơi bị vỡ cái nhựa trên này. Đấy.
còn lại là ok thôi. Ai qua quá này, ai qua nhá, cái dòng ai qua này tính của nó thì chất vì cái chữ qua nó rất là nặng đấy nhá. Đấy, ai qua, con ai qua này là ai qua giả 90. Ai qua gì đây, TPR bao nhiêu đây, TPR 5858 thôi nhá, TPR 858. Đấy. Con này có cả line này, con này còn rất nhiều cổng ở sau này. Chất thế nhỉ. Này. Chưa biết bật cái kiểu gì. Bật nút thôi nha. Con này chỉ bị bẩn chết thôi. Bẩn chết áp đó. Bẩn chết áp, bẩn chết áp. Con này về con dọn cái chiếc áp radio thôi, còn sang cassette này. Cassette cũng chưa quay nhá. Con này thì rất là chất luôn, rất là hầm hố luôn. Có vào điện đấy, có đèn nháy ở đây là ngoài. Nhưng mà radio của nó là bằng chiếc áp nó chưa lắp được. Đấy, có vào điện nhá. Con Aiwa TPR 858 này, con này siêu chất luôn. Cực kỳ nặng quá nhá, nó rất là đẹp luôn. Đây. Hai la một cửa băng này, cửa line layout đầy đủ hết này. Đấy đằng sau này. Đây. Siêu đẹp nhá, con này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, với lại bãi này là quá đẹp rồi, nhưng mà về bác phải dọn thôi, này chưa chạy được. Mã này là mã số 552. Để cho bác con này giá bao nhiêu? Con này về bác dọn nhá, 1.3 triệu. Đấy, 1.3 triệu. Về bác dọn lại cái nút điếc đi. Làm gì là công lương nha. Các bác xem video cho xin một like và chia sẻ. Ai bảo? Ai bảo con xanh dương? Đài bán giá trên trời. Wow. Cảm ơn bác này. Bác đã không bao giờ xuất hiện ở kênh của em nữa. con đài xanh như nó vỡ anh ạ. Em làm đề co thôi. Vỡ hết cả. Đài xanh nó vỡ nên là em không lên, em để làm đề co thôi. Cho nó vui thôi anh ạ. À có cái con này đây, có cái con này hơi mất coi. Cái con này thì chắc là trên thị trường nó cực kỳ hiếm luôn. Em cực thầy nó đang về biết bao nhiêu lô đài, tạm thấy chưa thấy bao giờ luôn. Hình như chưa thấy con này. Đấy, con này là một con Sony CF 1990 thôi nhá. 1990, trước giờ chỉ thấy 1980 thôi. Cái con này là 1990, nhưng mà nó bị hack mất cái quai sách rồi. Không biết là ai nhảy mất cái quai sách của nó rồi.
về nó còn nguyên như này đâu các bạn. Đấy, bác nào có bài sách thì có chế sang hoặc là các xào sang luôn. Đấy. Sony CF 1990 mất quay sách, hy vọng nó chạy. Một, hai, ba. Ồ, uy tín luôn. Các bạn chờ một tí, xem ở dưới nó cắm chưa, hình như chưa cắm ở dưới. Chiếc Sony CF 1990 luôn nhá. À, 1990 luôn. Lên đắt nào không? Đó. Đèn vu quá nhảy rồi như đây. Đây rồi. Nó sẽ chặt hay là khả năng là vấn đề này. Bẩn trên em anh em, rất là bụi. Đấy, bắt ra tí này. Sống nha, nhưng mà mình đã nhìn thấy nhất của nó đi, nhất của nó bẩn lắm. Đã là người Việt, mấy anh tới câu thơ của nhà thơ Bản Định ra đã được truyền từ trong dân gian. Nguyên vụn luôn, con này thì nguyên vụn cho bác này. Đây xem cassette con này thì chưa chạy rồi. Là cassette chưa chạy được. Đấy, cassette chưa chạy nữa nha. Sony CF 1990 cực kỳ khủng luôn. Đấy, con này bác phải lên đến 15 hay 18 rồi. Đây một chép này. Đấy. CF 1990. Chiếu quay sách cho nha. Đấy, radio thì vẫn hoạt động, nhưng về bác phải vệ sinh cái nút viết của nó đi. Bác nào là thợ bác không lấy người dùng, bác lấy cái con này về bác đi phải đi dọn không? Về bác dùng luôn không dùng được đâu. Đấy, đấy là nói thật. Thì là bán hàng nguyên bãi này. Mã này là mã số 553 này để cho bác giá là 3 triệu quá nha. 3 triệu. Đấy, trên thị trường thì con này bán tầm 7 8 triệu luôn. Đấy, con này mất quay sách bán cho bác giá 3 triệu. Đây. Đây là một em Hitachi con này. Hitachi nhá, con này con liên kép 4V à. Có quá lai này con này. Con này có cả lai này. Hitachi TLK V-kép 4V. V-kép 4 còn 5 là mã hay sao, hay là V-kép 4V. Đấy, về bác vệ sinh nhá. Về bác lau chùi. Về bác chủ quán lau chùi đi, nó là nguyên bụi thôi. Đây để xem nào. Nguyên điện con này thử xem nào. Đây có vào điện rồi này. Đã
tăng cường quân xong và quân ta trong đấu nhằm để cơ sở một tấn công của đế quốc Mỹ. Trong trận đầu thuận lợi của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tàu Manac thuộc hạm đội 7 của Mỹ là loại tàu chuyên sân Nga Lan, lại bị chính tàu phóng mơ của Việt Nam đánh đuổi, phải chạy thoát thân ra khỏi vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Đó không trường hợp tốt. Radio thì 108 hoạt động quá nhá. Nhưng mà cái cửa băng cassette này thì về các phải dọn cả phím rồi. Đấy, phím nó bị lõm ở trong này, nó khô dầu, khô lò xo rồi. Đấy, về các bạn dọn cả phím này đi. Hai cửa đều chưa chạy được con nhá. Đấy, Hitachi VKF, TNK VKF4V. Đấy, con này thì có cả live in đằng sau này. Đấy, bác nào lấy này. Con này để cho bác giá hợp lý nhá. Mã này là mã số 554. 554 để cho bác con này giá là 1,1 triệu đi, 1,1 triệu thôi nha. Đây này, sắt này con này, con này con sắt TZ10, còn những cái con như này thì về có phải làm gân không? Con này thì gân viết của nó không còn đâu, em về gần như con nào hôm trước nó bán một con chết gân hết đấy. Đây, con này con cũng không ngoại lệ luôn nhá. Sáp QTZ10, nếu mà bác nào bảo là nguyên bãi mà về được còn gân thì chắc chỉ có đập hộp thôi, nó thật luôn. Đấy, những cái dòng sáp QTZ này gần như con nào em chưa thấy một con nào là về là còn gân cả. Đấy, nguyên bãi về độc chỉ có trên gân, những cái dòng này. Đấy, con này đầy đủ nút niếc anten đó nhá. Đấy, về có chịu có lau chùi đi, hàng nó vừa về nó nãy là em đang chưa kịp lau chùi gì đâu đó nhá. Đấy, nó hơi bụng tí. Đấy, trên gần nhưng vẫn thử ra đi ô cho các bác. Đấy, vẫn sống mà, radio vẫn sống nha. Nhưng mà con này thì bác làm gân lại đi. Đấy, trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập vào nền kinh tế thế giới, đồng thời sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế của mình. Đấy, về bác làm gân nhá, xem là cái phần cassette con này nào. Rồi, cassette này là cứng rồi. Cassette này chưa mở ra được rồi. Chưa mở được ạ. Phím chiếc hơi khô một tí. Đấy, con này radio vẫn hoạt động. Đấy, có cả line in trên này đó nhá, những dòng đấy này line in ở đây. Đấy, anten bọc cái gì có đèn này, chuyển ra quay đi dư này. Đấy, về có làm gân nhá. Mã nào lấy này, mã này là mã số 555. 555 để cho bác giá là 1 triệu nha. 1 triệu. Đấy, sắt QTZ10. Đây, Namix này đó này. Namix này. Mà Natuna RQ448 nhá, con này con Namix nhá. Con này thì đẹp, đầy đủ nước tiết anten này, đây mic của nó đây. Con này à, nó lại vẫn cái nút này rồi. Con này đọc chỉ bị bẩn nút thôi nhá. Con bên phải trên là tiêu mê loa á anh, loa này á. Con này bẩn nút rồi bác ạ. Nam mic này nó chỉ sạt sạt được thôi. Nó bẩn trên áp thôi bác ạ, những cái dòng nó chỉ bẩn trên áp thôi nhá. Bây giờ nó vệ sinh trên áp đi. Đấy, đây mic này, cái con này mic này. Đây mic này. Đấy, mic còn đẹp này, anten mic này. Đấy. Đây cassette xem nào. Quả này cassette chưa chạy nha, trong có băng này. Đấy, băng của nó thì cứ để lại cho nó này. Đấy, mic này.
Đấy, bác lấy con Namix này nhá. Bình thường bán được triệu mấy. Nhưng mà con này về bác dọn này. Con này là mã số 556. 556. Để cho bác giá 1 triệu nhá. Đấy. Bình thường con Namix này sống thì bán triệu mấy em chẳng nhớ. 556. Đây còn một con đài này nữa này, xong rồi lên cho các bác đây lên cho bác cái con nhỏ nhỏ đây nhá. Con nhỏ nhỏ này chắc nhiều bác thích này. Tại về bác để radio bác nghe ở đầu giường ấy. Đấy, nghe thời tiết này, nghe bão gió gì ấy, ok luôn nhá. Con này con Sanyu MR-A6 con nhá, con này con A6 đâu phải con A5 đâu. Đấy, Sanyu MR-A6, con này dùng chân DC. Đây, DC em thử xem. Đây này con này về có chạy pin được. Các mối đe dọa hạt nhân và tự vệ trước mọi thách thức. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cáo buộc Mỹ đã tạo ra nhiều loại mối đe dọa khác nhau buộc đất nước của ông phải tăng cường năng lực quân sự. Ngay lập tức, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề dân chủ đã bác bỏ những phát biểu của ông Kim. Đấy, radio thì giảm 108, con này bắt ngon lành rồi nhá. Cassette còn quay đây, xem nào. Bác này không có tiếng sao này. Băng này như kiểu không có tiếng ấy, nó chả gì sao đổ băng này. Đấy, phát sát chạy em này. Sanyo MR-A6 nhá, con này radio cassette đều hoạt động này. Con này về bác để đầu giường nhá, lau chùi đi để đầu giường nghe cực kỳ ok luôn. Đấy, Sanyo MR-A6. Mã này là mã số 557. Để cho bác con này giá là 550.000 550k nhé. Đấy, các bác ưng mã đài nào thì các bác alo trực tiếp cho em nhé. Đây sẽ lên cho bác thêm đúng 3 con bếp gà nữa nhé. 3 con bếp gà nữa.